Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vạn sự bình an. Mình ở bên gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Hôm nay mình lại thực hiện một cái video clip chuẩn bệnh về phần điều hòa cho con xe Kia Sedona. Như con xe này đây, khách hàng có đem xe đến và mô tả một cái bệnh, tức là sau khi nghỉ dịch, tức là ở Hà Nội mình ấy, thì sau khi nghỉ dịch 2 tháng, lúc hết giãn cách rồi ấy, thì bắt đầu mới đem xe đi, thì khi khởi động lên và bật điều hòa ấy, nổ máy bật điều hòa thì lúc ấy điều hòa lại không có mát, mà lúc ấy chỉ có gió không thôi. Thì bắt đầu đem xe đến cơ sở của mình để khám và chữa. Thì cái lúc đầu ấy thì đến thì bao giờ cũng thế, cái công việc của anh em thợ là phải đưa thiết bị vào kiểm tra, đưa đồng hồ vào kiểm tra thì áp lốc không có. Thì sau đấy bắt đầu và mình kiểm tra điện xuống đến van đuôi lốc thì vẫn còn. Thì mới quyết định là tháo cái phần van điện từ ra kiểm tra, bởi vì cái dòng lốc van điện từ này mà cái hiện tượng mà không có áp lốc ấy, thì 80-90% là nó do cái van này. Đây đấy, mình mới tháo cái van ra để kiểm tra, bởi vì nhiều những dòng xe cái van điện từ đấy, hay là mình gọi là lốc đóng êm đấy, là cái van này nó đến thời kỳ ấy, nó bị bẩn rồi đấy, nó bị bẩn hoặc là kiểu nó đang hoạt động bình thường mà khi mình để một cái trạng thái nó lâu mà mình không sử dụng là nó cũng sẽ gây kẹt van. Riêng cái tình trạng này là sau khi giãn cách là rất là nhiều, cực kỳ là nhiều luôn, mình xử lý rất nhiều, tiến hành là tháo ra thay cái van thôi. Nhưng mà khi mà mình thay van này thì cũng cần phải kiểm tra lại là cái khi tháo ra là xem là cái dầu nhớt, cái gọi là cái dầu bôi trơn ấy của cái hệ thống này nó có sạch sẽ hay không. Nếu trường hợp mà nó sạch sẽ thì mình xử lý là rất là ok. Sợ nhất là khi mình rút cái van ra ấy, mà cái dầu ở trong mà nó ra là nó bị hiện tượng đấy là nó bẩn nó gây kẹt van. Thì cái này mình tháo ra mình kiểm tra này, xác định là nó bị hỏng cái van đuôi đấy, thay cái van khác vào. Dù sao nữa cái này mình vẫn cứ phải làm đúng quy trình nhé, lén thử kín để sau đấy là hút chân không xong bắt đầu mới là đến quy trình nạp ga. Bởi vì cái dòng xe đa số là những cái dòng xe mà lốc đóng êm này hay gọi là lốc chạy van đuôi này là cái độ lạnh nó rất sâu, và khi mà cái lốc này nó hoạt động ấy thì cái áp hút nó rất là tốt luôn đấy. Và cái thứ hai nữa là con xe này này nó rất là rộng, xe này là xe 7 chỗ nên là cái nhà thiết kế người ta thiết kế là hai giàn, cho nên là cái lốc là nó phải tốt. Nên mà trong khi đó là cái áp hút áp đẩy nó cũng phải chuẩn. Dòng này nếu người lốc nó yếu được một chút thôi thì là độ lạnh nó sẽ không đạt yêu cầu. Thì sau khi lén thử kín xong không thấy tụt thở thì quyết định là quay ra là hút chân không xong lạp ga vào. Như mọi người thấy đấy, khi mà mình thay cái van đuôi này vào cái là bật điều hòa là nó có áp luôn. Đây nhá, cái này là lúc này là động cơ đã khởi động rồi mà điều hòa đã làm việc rồi đấy, mình bởi vì gần như là lúc trong xe lúc nào nó cũng phải đạt tầm khoảng 30 đến 32 độ C. Đấy, khi bật điều hòa khởi động nên là nhiệt độ có nhảy và áp hút có, áp lén có. Đấy, nhiệt độ con này riêng những cái dòng lốc này này là nhiệt độ nhà sản xuất người ta đặt cái chế độ lạnh rất sâu, có thể là độ lạnh nó đạt rơi vào tầm 4 độ cửa gió đến 4 độ rưỡi đấy. Nhìn khi mình thấy cái làm xong là cái hơi lạnh nó phả ra mà nó còn gây ố cả kính, chứng tỏ là cái độ lạnh bên trong nó rất là đạt. Đây các bạn nhìn này, nhiệt độ xuống đến 4,5 độ này, 4,3 độ này, độ lạnh rất sâu. Đấy mà cái xe này khoang rất rộng, nhưng mà hiện tại là con xe này là đang bật hai dàn nhé, đang bật hai dàn đấy. Độ lạnh nó rất sâu, độ lạnh nó như này thì ngồi trong xe ví dụ như mà ngồi 7 người gọi là đủ tải ấy, thì nó mới ok được. Đây xuống 4,1 độ này.
dòng này là để mà xuống được cái đạt được cái độ lạnh mà lốc nó ngắt ấy, thì xuống rất sâu, bởi vì gần như là cái sự ngắt lốc này này mình đứng ở bên ngoài là mình sẽ không cảm nhận được cái độ ngắt lốc, bởi vì lốc nó rất êm, đóng ngắt là đóng ngắt bằng cái van van điện từ ở đằng đằng sau đuôi đấy, như van điện từ mình vừa thay đấy, chứ nó không phải là đóng lốc theo cái hệ cơ như những cái dòng xe khác mà đóng đóng mở bằng mặt hít đâu, cho nên nó rất là êm. Chỉ có khi mình cắm đồng hồ vào, cắm đồng hồ đo ga vào ấy, là mình nhìn cái áp áp hút áp đẩy nó thay đổi, hoặc là mình nhìn cái phần về động cơ ấy, nó có thay đổi một chút tí tí thôi đấy, khi lốc nó đóng ngắt đấy, là cái những cái dòng lốc đóng êm đấy, như trong xe đây này. Nhiệt độ trong xe lúc này nhá, à, hiện tại là vẫn đang bật hai dàn mà đỗ lỗ ga đăng ti, không mình không đạp ga một chút nào luôn này, xuống đến 4 độ này, hay là gọi là 4.0 đấy. Nên là lúc này kiểu mình ở trong à, mình ở ngoài mình mở cửa, khi mình mở cửa bao dạo thế là cái hơi nóng ở bên ngoài nó vào, đang bị nhảy nhiệt độ lên chút. Đây vòng tua lúc này đạt có 800 vòng trên phút thôi, nhưng tỏ là lốc con này nó rất rất tốt đấy. Khi thay vào cái van đuôi mới này vào là lốc lại trở lại tình trạng như ban đầu, tức là cái nó hoạt động rất là tốt đấy. Cho nên là nhiều khi là mình cứ sợ là nó bị một cái vấn đề gì đấy là phải thay cả lốc, nhưng mà đây mình xử lý là dùng rất ok. Thì mình vừa chia sẻ cho anh em và các bạn cái video clip là xử lý về cái bệnh điều hòa của những cái dòng xe lốc đóng êm, hay là gọi là lốc có van điện từ ở đằng sau đuôi nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu anh em yêu thích những ô tô, sửa chữa ô tô thì hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.